Hả? Được cái quần nó rồi hả? Giờ anh giá được quần rồi. Nè bay nha, 1 2 3. Bay đi. Đó. Rồi điệp mến gửi lời chào gà cả nhà nha. Rồi điệp mời cô dì chú bác anh chị em cùng trải nghiệm đi ung khói lấy mật ong rừng thiên nhiên nguyên chất với điệp nó nghe nha. Chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống nha. Giờ lên đường thôi cả nhà ơi. Giờ điệp đang kiếm cây lẹm nè anh em ơi, kiếm cây lẹm cho cái chị này nè, chỉ chỉ giá cái quần mà thôi khỏi đi chị ơi, chị khỏi giá cái quần. Đến đây là gặp fan của điệp nha anh em, đồng nghiệp nha, đó thấy không anh em, không, mặc... không có đồng nghiệp đó là đồng nghiệp dư anh cái này là fan của em đúng không? Fan là anh em thường á bắt ong á mà mặc quần dài giống như điệp này nè ha, rồi mặc quần lửng ha thì nó quá nhiều rồi. Hôm nay đến đây là điệp thấy là độc quyền nè ha anh em, thấy không? Đó thấy chưa, bắt ong mà mặc quần tà lỏng đó là đánh vô nhỏ cái... anh xỉu à. Cái này là nó đánh vô cái chán ba cái giò giữa đó đó đó, đó nghe anh em, là chị này nhờ lắm nè nha, nó chị nhờ lắm, mai mốt điệp cũng bắt trước ảnh để mà mặc quần tà lỏng vậy đặng mà đi bắt ong để mà cho vợ điệp nhờ coi. Lâu lâu á, đầu bữa nào em cũng kiếm vào 1-2 tổ ong hiền hiền em bắt về cho nuôi luôn ạ, cho vợ nuôi. Lâu lâu cái đầu mình ra mình thử cái ha, 2-3 ngày ra thử cái ra ngày thử cái à, cái quần nó đứt vô thông rồi đó anh em ơi, thuộc bắt vợ giá vậy đó hả? Đừng vô thông này trời ơi trời, đâu còn vô thông đâu mà đây, anh em coi đi bắt ong mà leo lên cây tới anh rảnh rồi mà coi cái quần của mình mắc tiêu, cái quần nó rớt ở dưới gốc rồi mà vậy mắc kẹt gốc gốc hả? Chơi mà tưởng đâu mắc kẹt ở dưới gốc cái tưởng đâu mắc kẹt ở đâu, chị lội lên chị lụm cái quần ở đầu chị xuống chị luồn vậy không đi lại rảnh chứ luôn không biết luôn được không nè. Khổ anh em, đi bắt ong mà có cái quần không á mà cũng cộng như thun mà đứt lên mà nó đứt xuống á. Tới công chuyện này chứ. Rồi em cũng cảm ơn anh đã ủng hộ kênh nha. À, chúc anh chị đồ năm mới ăn khang linh vượng hoàn sự nhí chúc nha anh trai. Năm mới ăn khang vượng ăn hấp tài á. Dạ. Em chào chị ruột nha. Gán giá quần cho ông cho chắc đi lại nha. Tới công chuyện không anh em. Đó là chạy đi đó, như nó đi xa như nó bắt. Dạ. Trời ơi. Đang chạy máy ngang cả nhà. Đang chạy máy ngang mà gặp ảnh cà tung hết hồn. Gặp anh là may mắn nghe cưng. Hồi nước mà nó ngập đi lên là thua cưng luôn nha. Rồi cho con gỡ đi đi ra cái nha, gần hồi con buộc lại cho chủ nha. Đây nè. Đâu mà đi vô ở trong này vậy trời. Nước rộng cả nhà, nó đi kiếm ăn á. Rồi đầu á nó chui đi vô trong ba cái nồi giếng này nè. Cái này là con cọ nha. Nhìn thấy không? Đây. Giờ anh thả cưng cho cưng bay nha. Hả? Được cái quần nó rồi hả? Giờ anh giá được quần rồi. Nè bay nha, 1 2 3. Bay đi. Đó. Bay nghe nha. Và buộc lại cho chủ người ta ăn cái. Cho chủ người ta kiếm cơm. Điệp máy buộc đi lại xong rồi nè nghe nha. Nè, buộc lại cho chủ rồi. Hai nụt đàng hoàng ha. Rồi giờ lên đường đây. Nãy quên giái nữa, nói cò ơi, phù hộ độ cho em kiếm lít hay lít mặt ong. Chắc là thả thế nào cũng trời Phật phù hộ độ thương à. Rồi lên đường. Rồi. Bye bye anh đi vậy. Anh với chị chơi leo cây mà tụt quần mất tiêu. Đứt gì thùng luôn. Đấy có một chuyện đẹp chứ. Có nào. Ôi ôi.
Anh em ơi, mới phát hiện được tổ ong nữa anh em ơi, mà chắc không biết có anh em nào nẻ chưa, mình không biết nha. Quá trời tổ ong bên thấy lớn anh ơi. Đóng cái cây xà cừ hay dán ngựa gì. Đó, biết tổ ong rồi anh em. Quá trời luôn. Không biết khu vườn này còn không. Ê, đằng kia còn nó kìa, đâu đâu, anh bên nó đó coi. Hình như phất cái cây nè, hình như em thấy có một tổ nữa hả gì á. Ôi. Hình như em thấy cục đen đen mà không biết phải không à nha. Có không? Có hả? Ôi bên kia. Ui. Bởi ghi ghi lại cho em coi, em coi một cái coi. Quá trời luôn. Cái gì? Hai ổ hả? Ôi. Ông ở đây giữ anh em ơi. Ở đây là thuộc là ở ấy nha anh em, ở bên Phong Nẫm nha. Cồn Phong Nẫm. Em đi cồn nè. Ê sao cho em quay một cái coi. Ê anh ơi, đằng kia tổ nữa kìa. Ôi. Anh chặn lại cho em quay một cái coi. Đưa vô trong cái đường mương á. Anh bơi lại đằng cái đường mương á. Ôi ôi. Cái nhà ơi, mới đằng kia một tổ cả nhà, dưới ở này tổ nó là hai tổ. Bốn ổ kế bên á. Ôi cái cây này người ta gào tôn rồi á. Anh ơi. Cây đó người ta gào tôn rồi, thôi đi. Cục mặn nó u kìa. Cục mặn nó u có ngắn hết trơn rồi anh ơi. Thì đi quay bên đây trước nghe nhờ. Rồi tấp vô cho em coi cái coi. Nhánh hai ổ này nè. Nhưng mà cây này bị gào tôn nè. Thì thấy có tấm tôn gào rồi. Kế bên đó kia một tổ nữa. Bạn Điệp thì còn đang ở dưới ghe kìa. Tổ ong thì nằm ở bên đó đó. Nằm nửa màn hình nè nha. Nhà thấy cục đen đen nè. Cục đen đen đó đó. Rồi thôi xuống đi về. Ở đây toàn là anh em nẻ trước hết trơn với cây gào không à. Có anh em nào bắt chưa? Chưa hả? Đang chạy vỏ dài xuống chỗ của anh Nhiệm luôn. Ôi còn lúc lắc quá anh à. Còn lúc lắc quá. Cái đất này nó thòng dữ lắm rồi. Ê nó giận rồi đó nghe. Ủa thì bự dữ lắm anh Điệp. Bắt bẻ đi. Bắt hả cho Hà hả vậy? Không bắt hả? Ừ. Ok. Con xì nửa lít. Tổ này chắc con xì gửi quá. Xì nửa lít gì cũng được. Có tiền xăng. Rồi, lụm. Để đây ngay lọ anh đến nhắm còn không? Đưa chạy. Má ơi má. Đứng lên cái cây. Nó gãy. Trời ơi trời. Giờ bắt không? Bắt đi. Trời ơi đứng hình cái cây. Hổ này bự. Quá trời ngon luôn. Lụm. Có đã ngon có chồng thôi á. Ok. Trời ơi. Đung đưa. Đung đưa giống như bà già 80 vậy. Có dĩ rồi. Dĩa hả? Chỗ không thấy bắt nhỏ hơn con này là gần nửa lít. Ây da, trời ơi. Ủa, cứng rồi đâu phải đường trên. Quá trời, dây nhợ luôn rồi. Lụm. Đừng bay ra quýnh nha, đừng con gì biêu một cái cho khán giả xem tổ ong nó dài và nó bự. Rồi lụm. Ây da,
xẻ chứ gì. Cái này nó không có chỗ vịn. Vậy đâu rồi, dĩ đâu, mà mặt đâu, mà ông đâu có thấy đâu. Anh coi có mặt không, em cũng có thấy mặt mũi gì đâu. Cái nhánh này xù ra. Người cắt không, cắt không, cắt không. Thôi cắt vô đi, hồi xuống dưới đất chỉnh sao. Mắt nhanh cây nữa. Á trời. U. Được. Phong hoa mà đóng cái mép trên. Các ông nào giờ mơ thấy trường hợp này á. Ây da. Cũng được. Phong hoa mà đóng cái mép trên. Rồi, gì đi. Ây da. Xuống rồi. Gần nửa lít mặt ta, nửa lít ạ. Thôi. Đây, ở đây là ông Bằng này nha, cả nhà. Nhưng mà nó không có con. Đó. Chỗ ông này nó không biết có hốt chưa, nó cũng không biết nữa các anh em ơi. Để nhìn coi thử làm sao đây không biết nữa. Đó, chiếc này giờ nó mới về nè. Tổ này tầm giá 1 lít dừa là dữ lắm rồi. Hồi trước Điệp có cắt 1 lít 3 bãi, nói chung là gần 2 lít mặt. Lâu rồi, giờ nó về. Được 15 mét đổ lên chứ không dữ. Cây cao khủng khiếp. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Màu đậu cho con leo mạnh tay thẻ chân này. Nhúng đúng cái giò cho nó ướt này. Con này bự. Leo như khỉ vậy. Bành trướng luôn. Anh Điệp cách ôm khoảng 5 mét nữa. Ông với bà kìa, nương tay cho con nha. Ui, ông bà kìa. Hay vậy cả nhà ơi. Ui có mệt. Cái ông này biết kiếm được lít rưỡi không? Trên lít rồi đó. Bự lắm nha. Tấn công ha. Ôm quá bự luôn cả nhà ơi. Buồn bự lắm. Cúng nè.
mặt nằm trong nữa hả, quá đã, trong này cục nữa. Quýnh rồi cả nhà ơi, quýnh tay chân. Ây da. Chơi mày luôn. Lấy cục tháng 2 về về cho vợ. Ý gọi rớt luôn rồi. Ui đồ lao mới lao đắp lên đây luôn. Ui tay dựng về quá, không quýnh với cái tay chứ nó quỵu quỵu mấy cục pháo hoa mà còn không xong. Không có cắt được hai bên nữa. Quýnh dữ quýnh ơi. Để con phân hà cái này, phân hà không. Quá trời cục ong. Phân hà không chiếc. Ông với bà ăn luôn. Quýnh quýnh. Đẻo đẻo. Nãy giờ Điệp mới đẻo pháo hoa. Không được lứt. Tay chân nó liệu biểu quá. Rồi Điệp lấy mật xong rồi cả nhà ơi. Khúc cái nãy quay cùng mà không được. Nó quýnh quá trời quýnh chịu không nổi. Chạy không. Của ông nó hung quýnh ghê hồn trời. Quýnh không? Nó quýnh muốn chết luôn rồi, coi chục mười mấy vít. Liệu xuống rồi cả nhà. Thấy gốc rồi. Dạ, cũng bọn ạ. Lít mấy. Mấy cái cây sào mấy gai gốc mà tuột. Chúng đau quá. Ô, ông hùng quá, quýnh tay chân em về sưng chưa? Quýnh mà nó bò nó chui luôn trong luôn á. Dạ, dính tay. Quá trời quýnh à. Yếu yếu lít mặt. Thấy no quá, yếu lít mặt. Quýnh ta chừng em giờ sưng hết trơn. Em không có trường đoàn này. Biết rằng tụi ông này nó hung. Tại hồi năm rồi em bắt em lên nó quýnh em quá trời luôn á nhớ không.
năm nay nó cũng vậy thinh vậy em biết chắc luôn. Thôi mình đi xuống xuống vỏ đi, quá trời quýnh thua. Được được nhiêu? Ba hả? Ba chị mặt hả? Trời ơi để quýnh muốn bệnh à. Ba sự cứng quýnh hai anh em muốn phần bụng chạy thiệt hiểm nó thiệt chứ phần bụng. Ba sự mặt mình quýnh vậy đó. Ừ, là chỉnh phong hà còn phong hà cái lớp dưới nè. Quýnh quýnh như con không đẻ. Cái gì? Quýnh như con không đẻ. Vậy gì vậy như vậy chứ mình con của cha mẹ mà. Cha mẹ mình mới là con của ông bà. Rồi nên ông bà mới không quýnh cha mẹ mình. Còn mình không? Là cháu. Cháu là phải quýnh thôi. Cháu phải quýnh thôi. Quýnh mới nên thân quá. Ừ. Cháu mà cứ lên đi lên lấy mặt mà của ông bà dần dịnh được như lên lấy mặt thì ông bà quạo quá bà quýnh. Chui còn chui người em nó chui vô cổ quýnh cổ bấy nhảy chân bây giờ nó hung thiệt chứ chúng ta áo dày mà chích thấm trơn. Ừ. Tại chân giờ trời nó quýnh mà trời đỏ trơn tận lên đường tiếp anh em ơi. Cái nhà coi cái mỏ chu nữa đồ quay nữa. Kêu đi lại đi mất luôn cho tao hút gió không nổi hút đi em tưởng là chồng cái cười chết lại luôn sao hút được hút đủ xanh đừng có nhỏ không bắt đầu giờ hút rồi được anh hút đi em dòm đừng có dòm. Mẹ nhà ăn cơm cả nhà ơi. Má lội lên đây nó phơi đủ má ở đây cho nó nắng. Ăn cơm. Ồ ngon dữ ta. Trời ơi đi 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 mà ăn bầu dưa với cá không chạy. Nhảy. Con. Hả? Con. Có gì? Lít hay lít gì? Mẹ nhà ăn cơm nhà ơi. Quay giờ đi vô giống cắt không được cục 700 gram rồi đi về. Làm gì mà cắt cục 700 gram đi. Rồi rồi má đi nắng quá trời nắng chịu mấy ổ chứ không. Nắng lắm á nha. Nhưng phần nó ong nhiều lắm mà bị anh em cắt người ta gào hết. Thôi để bữa nào đi về. Đụng để bữa nào cái lên cái đi. Lên cái chắc lưỡi không nè. Trời trời đi có chút xíu mà đi bắt con ngủ ong về thổi sắt lát chứ nằm nhà luôn. Nó quá trời nóng. Được nhiêu ký không? Hả? 5 lít. Được hả? 5 lít mày chia ra làm 3, 10 lần. À dạ, nuốt nó không nổi ra. Cơm từ sáng giờ dắt này mấy giờ rồi hả em ra quá? 1, 2 giờ. 3, mấy giờ, 4 giờ rồi Quỳnh ơi. Cái gì? Vậy? 3 giờ mấy rồi. Ghê vậy? Ừ. Trời ơi. 3 giờ mấy rồi nhà ơi? 3, gần 3 rưỡi rồi. Thôi bắt cái con mới xuống. Rồi kiếp được quá lộn không? Trời kiếp được. Tôi thấy chưa? Trong vô tiếng nè. Kiếp được chơi luôn. À, kỳ đầu á thì bắt được em con ha. Hai cái gô, hai cái lóc. Rồi sao không biết bắt được gì không biết quên rồi. Rồi chứ sao nữa thì thấy mà làm á mất lò, mất lờ, mất gì đó. Mất là cá hả trơn luôn. Ừ. Ba cái trứng cạp hay gì á, sáng múc gì vô đó. Thấy đi thấy tội nghiệp. Để đẹp ăn cơm cá tiếp rồi lên đường nha. Tiếp đi về tới cầu Cần Thơ rồi nghe nha. Đó là cầu Cần Thơ đó. Giờ đẹp đang băng đi qua sông. Rồi Điệp sợ về tới nhà trễ nên Điệp sẽ kết thúc video ở đây. Cả nhà chắc có lẽ là Điệp quay cái này thì một số anh em thì video này là video mới hoàn toàn nghe anh em. Để ngoài đăng lên nào anh em nói video này video kia nữa tội nghiệp Điệp. Đây.
cận cảnh đi luôn ha. Thì ở đây là gọi là cồn cồn ấu ha. Điệp cũng bắt vòng vòng cái khu vực này. Trước là Điệp đặt ở đây nè, vòng vòng mấy cái ao này nè. Hồi trước cỏ nhiều lắm, bây giờ bị cu be nó múc nó dọn lên nè, nên giờ nó trống luôn nè. Đó. Thì trong khi đó Điệp tới cái chỗ này, cả nhà dành thời gian ít phút ha. Thì ngày trước là ngay chân cái chỗ này nè. Đây, tới đây có cái ổ ong dò dẻ. Ong dẻ nằm ngay chân cái chỗ này luôn nè. Rồi bắt đầu Điệp chọc. Rồi xong rồi rồi ở đâu á, chú Bảy, rồi Dạ Nguyễn, rồi Định Nguyễn Hậu Giang chạy tới đầu đằng kia, ngồi xuống đó. Thì ông lão Dạng ông bị đứt cái đôi dép. Ông nói anh em gì báo hay không à. Trời ơi, bên kia có tụi ông có sáp trắng kìa, ai cắt kìa. Sao quá, cả nhà thấy hồi Điệp lại để Điệp quay nha. Đó. Cái khu này bây giờ là dọn trống hết trơn rồi, lôi đi luôn cả nhà. Trước ở đây là gọi là gừng rú không à. Đó thì Điệp đặt vòng vòng mấy cái ao gì nè. Cá dính quá trời luôn, thấy ham luôn. Mà mắc quá anh em ơi. Anh em ở khu vực quê này mới theo dõi Điệp thôi. Nó mấy cái hàng cao đó ngày trước Điệp cũng cách đây năm mấy gần 2 năm rồi, 2 năm rồi Điệp cũng có leo bắt cây cao vua đó. Một tổ ong. Rồi thôi giờ xuống Điệp quay thành quả mặt ha. Thì Điệp bắt cũng nhiều dữ lắm nha. Cũng nhiều lắm. Có số Điệp quay và có số không quay, chứ không phải là cái nào Điệp cũng quay nha. Đây. Tầm cũng khoảng hơn 5 lít nè. Đây, tổ này là tổ đầu tiên Điệp bắt. Gần nửa lít mặt. Và tổ thứ hai Điệp leo cái cây sao. Ông nó quýnh anh em chạy có cời hết. Màu mặt ông sáng ánh vàng tươi nha nhà. Cả nhà có nhu cầu mua mặt ông cục này thì Điệp cũng vẫn có bán nha. Hay là dắt vô chai thì Điệp cũng vẫn có nha. Tổ này ba xị mặt nữa, với cộng cái này nữa là hơn lít. Hơn lít với cái cục này khoảng cả lít nữa. Bự lắm. Là nhiêu rồi? Là 2 lít. Còn nó nữa nè cả nhà. 2 lít. Ồ cục ong ngon không? Cái này lít rưỡi á cả nhà. Lít rưỡi á. Chấm dồi ha. Là 3 lít rưỡi. 3 lít rưỡi. Cục này gần nửa lên lít mặt đi. Như tính cái đó là 4 lít mặt. 4 lít mặt. Cục đó nữa. Ồ cục này nữa, 4 lít mặt phải không? Hai cái này là hơn lít. Thôi hình vòng tính như 5 lít mặt ông thôi. Hơn lít nha nha, hai cục này nha. Hơn lít. Đó, vòng vòng là 5 lít mặt ông nha. Đó. Để Điệp quay á, không hơi ở đâu anh em nói ù video này video kia nữa. Điệp đi bắt á mà không có trên đường chạy dài xuống gặp cái vợ chồng của cái anh đó. Anh ba ảnh cũng bắt ong nữa. Thì Điệp trả lại cồn ấu này để Điệp kết thúc video. Sợ Điệp chạy từ đây về nhà khoảng mắc nửa tiếng hơn nửa tiếng đồng hồ, sợ video nó tối. Đó. Thì cô dì chú bác anh chị em nào á mà có nhu cầu á mà mua mặt ong này nè, còn nằm ở trong cái bầu như gì nè. Thì nguyên trong bầu gì đây á, xin liên hệ trên góc phải nha. Hay là mặt ong lít vô chai nửa lít lít gì Điệp cũng vẫn bán nha. Nói chung là Điệp bao tiền ship nha, nửa lít hay lần lít. Hay là mua 1 kg, 2 kg gì, 3 kg gì tùy theo tụi ông. Thì Điệp cũng bao tiền ship luôn. Tùy theo tụi ông, bởi vì anh chị em á dặn kêu kiếm một cục mặt ong ký. Ít lắm. Cục ong có ký 3, ký 4 thì cô dì chú bác anh chị em cũng hãy lấy giùm cho Điệp, chứ không lẽ giờ Điệp cắt bỏ đi lại một khúc. Mà Điệp tặng thì luôn cụm nó cũng dài, nó cũng dặn được, nhưng mà leo cực lắm. Cực lắm. Đó, anh em đồng nghiệp nào biết á, leo bắt ong mà cái cây mà thấp thì mình nói chung là mình dễ, còn mấy cây mà cao cực lắm nha anh em. Leo nói chung là cũng đổ mồ hôi chán chán mồ hôi mông, chứ phải diễn chơi à. Đó, quả của Điệp đó, ngon không? Thôi giờ Điệp gửi lời chi ăn chúc đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa trong nước ngoài nước có buổi tối xem Điệp, Điệp luôn giả hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống nha. Giờ Điệp cũng đã từ đây về tới nhà hơn nửa tiếng nữa. Điệp kết thúc video ở đây là tại ở cồn ấu nha. Cồn ấu ngày trước Điệp đặt lờ á, Điệp đặt 45 cái lờ mà lấy hết trơn là ba mấy cái, còn có 11 cái gì nó gì đó, lấy tàn sát đi luôn á. Sau này á Điệp làm một cái video á là Điệp nói á là Điệp có đường chơi
mấy anh lờ tặc đó hết, chứ không phải là Điệp không có có đường chơi đâu, nhưng mà Điệp làm người. Khi nào mà mấy anh á lên bình luận á, thằng chó Điệp, thằng chó Điệp, kêu Điệp bằng con chó, thì Điệp không còn cái tánh người nữa, cầm thú á, thì Điệp mấy có làm, chứ Điệp còn còn tánh con người. Thì Điệp chỉ nói là Điệp có cách chơi thôi, nhưng mà Điệp chỉ là làm gì cái mẫu vậy, rồi Điệp đem bẫy về nhà hết. Thật sự Điệp bay đem về nhà hết trơn nha, chứ Điệp không có tầm bậy tầm bạ nha. Đó, giờ Điệp bye bye cả nhà nha, hẹn quý ông bà cô dì chú bác anh chị em những clip tiếp theo. Điệp bye bye và hẹn gặp lại. Mà ông quá đẹp chuẩn luôn, thấy không, cả nhà thấy không, màu giống giống nhau vậy, nhau không à. Rồi thôi giờ Điệp ốp máy nha, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Bây giờ Điệp bắt có 2 tổ ong thôi, nhưng mà Điệp bắt nhiều lắm mà Điệp hạn chế quay nó nghe cả nha.